Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nhạc sĩ bài não kết hôn với bạn gái ở Cao Bằng, cả hai sắp có con đầu lòng. Đám cưới nhà sĩ Thiên Ngôn và bạn gái yêu nhau 2 năm, tổ chức đơn giản nhưng gây xúc động cho nhiều người. Mới đây, nhà sĩ Thiên Ngôn vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi được mặc lễ phục kết hôn với bạn gái yêu 2 năm. Trước đó anh tâm sự trên trang cá nhân, người như tôi đã đạt được những điều một người lành lạnh mong ước. Tôi sắp lấy vợ và có một gia đình nhỏ, điều mà rất nhiều người khuyết tật như tôi tự ti, không dám phấn đấu ước mơ. Vợ tôi là một cô gái tốt, bọn tôi yêu nhau cũng như bao nhiêu đôi khác, có cãi vã, giận hờn, ghen tuông. Nhưng chẳng có gì thắng nổi tình yêu của chúng tôi, theo như chia sẻ, vì ảnh hưởng dịch nên lễ cưới tổ chức ở hội trường đã phải hủy. Hai bên gia đình chỉ tổ chức các lễ nghi truyền thống, bạn bè thân thiết chứng kiến. Tuy nhiên, điều khiến tất cả nghẹn ngào là khi chứng kiến nhạc sĩ 27 tuổi tìm được bạn đời, chấp nhận những khuyến khuyết để yêu thương anh suốt cả cuộc đời. Trước đó, câu chuyện thiên ngôn gắn liền với danh sưng, nhạc sĩ bài não từng khiến nhiều người xúc động. Sau tháng tuổi, anh đã bị hồi chứng bài não thể co cứng, tay trái lúc nào cũng ghi chặt trước ngực, tay phải khó điều khiển, không thể tự sinh hoạt. 9 tuổi anh bắt đầu học nhạc và vượt khó khăn để tập đàn. Theo chia sẻ từ mẹ, thiên ngôn có cách luồn tay phải qua chân để tập đàn. Đến nay đã chơi khá thành thạo. Về sau anh bắt đầu sáng tác và có nhiều thành phẩm thành thích. Trong đó có Đừng bắt em phải quên và em muốn quên. Dù không là định vượng, hạnh phúc của anh, người đứng sau em và anh vẫn quen có em. Anh từng tâm sự thời gian có thể thiếu mòn ý chí của con người và đã có những ngày tháng dài tôi mặc cảm với chính mình. Nhìn tôi chẳng khác gì một món đồ bỏ đi, đến cả vệ sinh cá nhân tôi còn chẳng làm nổi. Tôi còn có thể làm gì có ích. Được một cô gái quan tâm, nhưng tình cảm trên mức bạn bè nảy nở, nở trong tim chàng nhà sĩ. Và một đêm của hai năm trước, anh đã từng bước khó khăn đến cây đàn và già bản nhạc. Mình yêu nhau đi, như lời ngỏ tình với cô gái đang ở cách mình 300km. Cái bắt đầu yêu nhau từ thời điểm đó.